Hello, it's your boy Cho Kim Nguyễn. Welcome back to my channel. Yes sir, chắc chắn là như thế rồi. Yeah, thì như tựa đề của video ngày hôm nay thì các bạn biết đó, tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ những sản phẩm mới của rapper, trừ khi là tôi quá bận hoặc là tôi bị bệnh hay cái gì đó thôi, ok. Thì như tựa đề của video ngày hôm nay thì tôi sẽ làm một cái reaction video cho một sản phẩm mới của Hustlang Rapper, của anh hai, của thuyền trưởng của Eco Rapper, anh tới rồi mày. Yes sir, ok, thì cái bài hát này tên là Dear Love. Và tôi nhìn cái thumbnail của bài hát này thì tôi cảm thấy là nó khá là hiền. Thì tôi không biết là đây phải là một cái bài hát nhẹ nhàng của rapper hay không, nhưng mà tôi cũng mong là sẽ là một cái bài hát gọi là nhẹ nhàng, không có tuôn tủng gì hết. Tại vì bữa giờ thì chúng ta nghe tuôn tủng khá là nhiều rồi, ok. Và không có thời gian nữa, chúng ta tới phần reaction thôi, ok. Và nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn xem qua channel của mình thì hãy đừng quên để lại một like và một nút subscribe phía bên dưới nhé. Và hơn 75% người xem trên channel của mình là những người chưa bấm subscribe. Ok, hãy bấm nút subscribe đi và hãy nhớ like cái video video reaction này để cái video này được lên đề xuất nhé. Ok, và mình có để thêm địa chỉ TikTok, Facebook và Instagram nữa, được các bạn có thể check qua. Nhất là TikTok, tại vì mình hay đăng những cái đoạn shortcut trên đấy. Ok, let's go. Nếu mà không có thời gian rảnh coi YouTube thì lên TikTok coi ủng hộ tôi cũng được. Ok, ra thì coi TikTok của tôi cũng không được tiền gì đâu, nhưng mà ok. Ok, và chúng ta bắt đầu thôi nào. Yes sir, Hustlang, Dear Love. Trước khi bấm like cái video này thì always stay hydrated nhé. Hãy đừng quên phải uống nước. Tại vì uống, vì đây là cái việc tôi luôn nhắc nhở mọi người, hãy quan tâm đến sức khỏe. Ok, và ok, let's go. Ai cô rất bờ anh tới mày. Ok. Hustlang. Có thể anh không phải là chỗ rễ mà em muốn. Cũng có thể là những suy nghĩ này đang dìm em xuống. Cũng có thể là sự quan tâm này giờ khiến em phiền phức. Thêm điều kiện thứ hai là vì gia thế khiến anh lực sức. Mới nhận thức anh đã từng nghĩ tình yêu của ta là nhất. Em đã từng thổ lên thật cao khi anh không chạm đất. Đã lo lắm rồi mới tìm được và muốn yêu anh như thế. Em học thật giỏi với càng xinh đẹp hơn với bao nhiêu một kế. Fuck vậy, anh đã từng nghĩ em với anh không là thật. Nhưng bây giờ có khác là khi hai đứa bây giờ đã không nhìn mặt. Một sự thật anh thấy thực tệ là thấy hay không phải. Là một người mà ta sẽ nghĩ là họ sẽ ở bên nhau mãi. Có thể là xe thời điểm hoặc là mình không hợp. Theo phần lý do khoảng cách bây giờ khiến ta dần phai lờn. Anh đã thử ghét em rồi thế nhưng anh không thể. Giả thức mà khỏi bếp chỉ với anh là không dễ. Khi mình bên nhau anh đã nghĩ rằng chắc là mai sau anh sẽ chẳng cần như lời hứa của chúng ta. Trong màn đêm buồn lời cùng phim đã xa điều ngân lên cấp sục bay và mơ hôm đó đã cách xa. Giờ thì giải thoát tình yêu cảm xúc buồn thiêu. Anh thấy em về nói những câu thề. Em thấy gì không? Cơn gió mùa đông cuốn vào anh ở trong phòng. Chắc là chuyện hôm đó gọi lại để thôi, còn bây giờ anh phải đi thật xa đó. Anh nghĩ hình ảnh mà anh đã muốn thật gần nhưng lại đã xa nó. Anh nghĩ là tìm được người được bạn đồng hành lúc mình còn gian khó. Anh nhớ là mình hạnh phúc khi mình tặng quà và thấy em mang nó. Anh lại thích các em trò chuyện vì điều đó khiến anh hứng. Đã có lúc khi ta còn nguyện là điều sẽ tương xứng. Bởi vì à cậu bà vẫn vậy hay ta đã luôn hạnh phúc. Ở cạnh nhau rồi để chia sẻ và biết yêu hơn một chút. Sẽ không còn những trách móc và chỉ còn thanh thản. Anh để anh cho nỗi nhớ tìm cái thư giãn. Em chia thì có đó giống như là tư bản. Ai biết mình sẽ mãi mãi không thể bị quên lại. Để có lúc anh hấp tấp với mất sự kiên định. Anh nghĩ khi bên cạnh anh em không còn yên bình. Có lẽ sau bài hát này anh sẽ phải đi mất. Nhưng mà anh sẽ mãi mãi là người yêu em nhé. Khi mình bên nhau anh đã nghĩ rằng chắc là mai sau anh sẽ chẳng cần như lời hứa của chúng ta. Trong màn đêm buồn lên cùng phim đã xa điều ngân lên cấp sục bay và mơ hôm đó đã cách xa.
gì giải thoát tình yêu, cảm xúc buồn tiêu. Anh thấy em về, nói những câu thề. Em thấy gì không? Cơn gió mùa đông, còn bảo anh ở trong phòng bên mơ sương rồng. Bài này không có hiện tại thì cái video này chưa có sub à, tiếc quá. Có những đoạn tôi không nghe rõ được, nhưng mà tôi cảm thấy là cái bài hát này nghe nó khá là cảm xúc á. Ở đối với tôi, bài hát nào của rapper cũng cảm xúc hả, cũng cảm xúc hết. À, có cái phần lyric ở dưới phần mô tả nè, nhưng mà tôi không biết tại sao không thêm vào cái phần sub của cái video này. Damn. Oh shit. À, và cái bài này chắc là tí nữa tôi sẽ phải nghe lại quá. Ok, cái bài này. À, như cái dự đoán của tôi không? Tôi thì nhìn qua cái thumbnail cũng như là nhìn qua cái tên của bài hát là Dear Love thì ban đầu tôi cũng có thể đoán ra được là đây sẽ là một cái bài hát nó nhẹ nhàng một tí xíu, không có quá nhiều tune tủng của rapper, nói chung là không có quá căng như là những cái màu rapper mà xưa giờ các bạn đã biết. Thì đối với tôi thì cái bài này tôi nghĩ là sẽ có rất là nhiều thứ mà tôi cần phải ngồi nghe lại một lần nữa. Nghe nó khá là đối với tôi đây là một cái bài hát khá là ý nghĩa, tại vì nó có một cái câu chuyện rõ ràng, cũng khá là buồn nữa. Tôi nghĩ đây là nếu mà ai đang kiểu thất tình hay là kiểu đang bad trip hay gì đó thì chắc là nghe cái bài này khá là buồn, nhưng mà dạ yeah, tôi hiểu được cái cảm giác đó. Thì dạ đây là một cái sản phẩm mà như tôi đã dự đoán trước rồi, là một cái bài hát rất là nhẹ nhàng, và tôi nghĩ là tí nữa tôi sẽ ngồi nghe lại, đó là cái điều chắc chắn rồi. Wow, thuyền trưởng không bao giờ làm tôi thất vọng cả, thực sự luôn. Từ cái lúc mà gọi là tôi cảm thấy là tôi thích âm nhạc của rapper, từ đấy tới thời điểm hiện tại cũng được một năm mấy hơn rồi thì dường như là những cái sản phẩm của rapper gần đây thì không có sản phẩm nào mà làm kiểu tôi bị hụt hẫng cả. Dạ, và ngay cả sản phẩm này cũng vậy. Thì như các bạn biết đó, tôi là một cái fan cực kỳ lớn của rapper luôn. Và mặc dù là cái bài hát đó có nhiều view hay là ít view thì tôi luôn làm reaction cả. Và đó là cái điều để tôi chứng minh là thực sự tôi là fan của rapper. Và fan lớn nhất thì không, nhưng mà chắc là top 5 gì đó. Ok, và đó là cái reaction của tôi cho cái sản phẩm Dear Love của Rubber. Và shout out cho Hustlay, shout out cho Rubber, shout out cho anh hai của chúng ta. Ok, và tôi mong là tôi cũng đã đem lại một cái năng lượng tích cực dành cho các bạn, và những cái ý kiến của tôi nói trong những cái reaction video của tôi đều mang tính gọi là cá nhân, có thể nó giống với các bạn nhưng mà nó cũng có thể khác với các bạn. Ok, và tôi mong là các bạn sẽ có được một cái ngày từ vui vẻ và luôn tích cực trong cái cuộc sống. Ok, và hẹn các bạn ở reaction video tiếp theo. Và như một khi always stay hydrated, hãy nhớ uống nước và hãy luôn giữ năng lượng tích cực nhé. Ok, và peace and I'm out. Và đừng quên like cái video này nhé. Ok, đừng có quên đó, chưa bấm nút subscribe hãy bấm nút subscribe đi, đừng có để nhắc nhiều, lớn rồi, 2023 rồi. Ok, bye guys.